quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi, ngoại chết rồi giờ em đỡ bên vợ hết mười mấy năm, nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi. Thì đến khi mà sinh sống với ảnh được 5 năm sau thì em có bé đầu, em có bé trai đầu, thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc, trai gái, nói chung là đủ thứ hết. Bé nhỏ được 1 tuổi, gần 1 tuổi rưỡi thì em bị bệnh, gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư. Khi mà em bệnh đó, em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi 2 đứa con, em liên lạc không được. Bạn bè ảnh cũng biết luôn, nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết chứ không phải là không biết, nhưng mà anh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm hai đứa. Mình mời bạn nữ giới thiệu trước nha, nhà trai ơi. Em là Đoàn Thị Minh Huế, sinh năm 1986. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em buôn bán, bỏ xỉ lẻ tiếp theo ạ. Mời em trai. Em xin chia sẻ giới thiệu, em là Tô Minh Khang. Em sinh năm 83, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em làm về cái gì? Gọi nội thất bằng tủ bàn ghế. Đóng tủ bàn ghế luôn hả? Tức là thợ mộc đó đúng không? Thợ mộc với bằng em gia công hết luôn, công ty Phú Đỉnh đó. Rồi em quê ở đâu? Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Trời, thấy thương. Giờ bà ngoại đang ở đâu? Ngoại chết rồi giờ em đỡ bên vợ hết mười mấy năm đó. Nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi. Giờ em cũng đi 2 năm mấy nay em ở vậy, em nuôi con em. Trời, thấy thương vậy. Trời Em ơi, vợ sao em lấy nhau được mấy năm mà tự nhiên 12 năm. mấy đứa con em? 3 đứa. Trời, thấy Ba thương đứa không? là một mình nuôi luôn hết hả? Bên vợ nuôi em trợ cấp mà chị ơi. Ủa, vậy tính ra là bây giờ anh sống có một mình thôi hả? Em sống có một mình à. Một mình luôn. Điểm mạnh của em là cái gì? Em biết lo việc nhà, cửa nước, nồi, cơm nước em làm được hết. Em tự lập lúc 10 tuổi rồi. Rồi có điểm yếu gì không? Em yếu bị hay bạn bè mượn tiền không trả. Nó hay gạt em hoài à. Cái thấy em nhiệt tình nó cái mượn nó kêu mượn 100, em có 200 nó cho mượn 200 hết. Gì kỳ vậy? Tại em tính nhiệt tình mà, mượn như em cho nhiêu à. Vậy giờ em còn tiền không? Còn có mấy chục triệu à. Cho anh mượn được không? Cũng được không anh ơi? Cũng được luôn ha. Mượn vài năm trả nha. Mượn luôn cũng được, có sao đâu mà. Trời ơi, thấy thương không? Thôi không được, mình giờ mình chuẩn bị mình có một gia đình mới rồi thì mình phải nghĩ tới gia đình mình. Chỉ có 10 đồng mình cho mượn 2-3 đồng thôi. Sao thấy thương quá, nãy giờ là tính qua ôm một cái an ủi rồi đó. Thiếu may mắn quá à. Nhà gái sao nè? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, hoạt bát, buôn bán, thích nấu cơm ăn gia đình. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, đi trước đám đông hay nhút nhát. Thôi cái đó thì cũng không sao. Rồi bây giờ mình nói về cái đường tình duyên của mình đi. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Ảnh có gia đình trước rồi nhưng mà chưa có thôi dứt hẳn. Nhưng mà ảnh cũng nói là ảnh có thôi dứt khoát hẳn rồi, ảnh cũng có 2 đứa con. Thì em quen và tin tưởng, nói chung là ảnh cũng đưa đi chơi chung với cơ quan, với bạn bè, đồng nghiệp của ảnh á. Thì mình cũng tin tưởng gia đình, anh em rể có thứ này biết em hết. Ảnh nói là ảnh công việc nhà nước thì ảnh không có thể nào mà làm đám cưới hoặc là đăng ký kết hôn được, để chờ khi ảnh về hưu á, thì muốn gì ảnh cũng chịu. Thì đến khi mà sinh sống với ảnh được 5 năm sau thì em có bé đầu, em có bé trai đầu, thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc, trai gái, nói chung là đủ thứ hết. Em cũng tự lập từ nhỏ và em cũng tự muốn những gì cuộc sống của mình tự quyết định, và không muốn để gia đình buồn phiền về cái chuyện hôn nhân riêng tư của mình. Em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi thì em dứt khoát hẳn hồi luôn, và cuộc sống của em tự lập từ đó. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi, gần 1 tuổi rưỡi thì em bị bệnh, gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư. Thì em mới không chịu nổi được nữa, thì em mới đưa 2 bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê. Thì gửi được 2 năm em phục hồi được sức khỏe, ổn định lại, thì bắt đầu em rước 2 bé lại. Và khi mà em bệnh đó, em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi 2 đứa con, em liên lạc không được. Bạn bè ảnh cũng biết luôn, nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết chứ không phải là không biết, nhưng mà anh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm hai đứa. Hôm nay cặp này bên bị lừa tình, bên bị lừa tiền, cuộc đời sao nó cũng trớ trêu quá nhỉ. Rồi quê là em là ở đâu?
Quê em ở Ninh Bình ạ. Còn ai ngoài đó? Dạ em còn có mẹ ở ngoài đó. Ở đây, ở đây thì còn có ai nương tựa nữa không? Dạ ở đây không, ở đây chỉ hai em ở trên Củ Chi. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Em cứ nghe hoàn cảnh nhà gái em thấy sao nè? Giống hoàn cảnh của em có sao đâu mà em cũng chịu cực từ nhỏ rồi mà. Nghe vậy có cho mượn vài chục triệu nuôi con không? Trời ơi. Thường em gì cũng được, cái này mặn hết tiền đưa hết có sao đâu mà. Hồi nãy khi mà em nghe câu chuyện của anh á, tính ra thì từ nhỏ tới lớn anh đơn độc có một đúng mình. Đúng rồi. Cái mong muốn của anh để mà có được một cái người phụ nữ ở cái thì tương lai á, nó như thế nào? Nói chung em cũng không cần quan tâm, nếu em đi làm, nếu em về được nhà em phụ vợ, cái gì em phụ được em phụ, nấu cơm cũng được, giặt đồ cũng được, cái gì em cũng cứ làm hết trơn. Tức là chỉ mong có một người để mình được phụ thôi. À. Đúng rồi. Vậy em, đó. Em trai, anh hỏi thật nha, kinh tế của em đó, em làm có một mình, em đủ lo cho một người, đủ lo thêm cho ba người nữa không? Tại em làm công ty xí nghiệp cũng lâu rồi, tại em làm pha trưởng, lương em cũng có 15 triệu. Mà tối mình cạo mướn thêm, em cạo ngành cao su, em cạo giỏi lắm. Em đi em cạo cái ngàn mấy cây nữa. Tại xưa hai chồng em cũng mặn, ba đứa con thiếu nợ, phần em cũng trả nợ, em cũng vừa dứt hết năm rồi. Một mình em trả 100 mấy, 15-16 triệu, cái em trợ cấp cho con em hết 3 triệu mấy 4 triệu, cũng còn dương 10 triệu, còn tiền cạo em đem 100-200 ngàn để tiền ăn, tiền nấu xăng. Tại xưa em cũng làm biển hết 10 mấy năm rồi, biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được, có cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được, làm và được. Lỡ mà có rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo thì đây cũng là một cái người đàn ông có thể tự vươn lên, tự bươn chải và có thể tự thoát ra được những cái chuyện mà nó không hay như vậy. Là em gái, thật ra nếu hai bạn mà kết hợp nhau làm ăn á, dạ, thì anh nghĩ rằng rất là tốt. Hiện nay em ở nhà ai? À, hiện nay em đang ở nhà em ở quận Bình Tân ạ. Rồi khỏe re. Dạ. Ở đây nhà của em luôn hả? Nhà của ai? Em ở trọ từ ở trọ đó giờ luôn hả? Tại vì xưa em ở gửi 12 năm trời, em lo bên mấy em vợ thì em học hành tài, em lo hết bên vợ, mặn nhiều tiền lo hết bên vợ, em ra đi cũng bằng tay trắng, em cũng chả lấy gì trong nhà hết. Người đàn ông này nếu như có cơ hội để nấy cố gắng nỗ lực thì nấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình luôn. Bây giờ mình cứ để hai người nói chuyện nữa ha. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với hai con em ạ. Chào các con. Trai tên gì? Con tên là Việt Anh. Con nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Em tên chị, em mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con tên gì? Con tên Anh. Bữa nay hai đứa có biết là mẹ đang đi đâu không? Mẹ đang đi hẹn hò. Ê, con có muốn mẹ hẹn hò không? Muốn không? Cô Lan đi xuống với con nè. Ờ, à, thấy cưng quá à. Con muốn mẹ hẹn hò không? Có ạ. Rồi, bây giờ nè, con nhìn cái chú này nha. Hai đứa nhìn chú này nha. Hai đứa thấy chú này như thế nào nè, đẹp trai không? Có. Con thấy chú đẹp trai không? Có. Có hả? Con nếu như mà bây giờ mà mỗi ngày chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Con thích ạ. Trả lời rất là nhanh luôn, con rất là đầy. Bây giờ để cô Lan hỏi anh hai nha. Bây giờ nếu mà mỗi ngày cái chú hai chú chở ba mẹ con đi chơi, con thích không? Có. Rồi thí dụ như mà chú muốn mượn mẹ con 2 tiếng đồng hồ để đi chơi riêng, con chịu không? Chịu luôn ạ. Chịu luôn rồi, con nhà con giữ em hả? Dạ. Được không? Được ạ. Con thấy chú này sao? Hiền không? Hiền ạ. Con thích không? Con thích chú không? Rồi ha, vậy là hai đứa ủng hộ mẹ đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Anh trai đi với ai em trai? Em đi cùng mình anh ơi. À, tội nghiệp không? Cô đơn quá. Thôi bây giờ là hai bên cứ trò chuyện với nhau đi nha. Em trai muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chung em mà dễ mà anh ơi. Nếu người thương em một, thương em 10. Ví dụ em thương bạn gái, em cũng thương con bạn gái giống hệt con của em ở nhà vậy. Em mới lo tự đi tự tí. Chứ 1 tháng cho em về thăm con 1 lần được rồi. Còn nếu mà xuống thăm bạn gái, chủ nhật em có rảnh em xuống thăm, ví dụ giờ em đang làm xí nghiệp, em làm pha trưởng, ví dụ 1 tháng em xuống được 3 lần ngày, 2 ngày chủ nhật nghỉ với ngày lãnh lương, được 3 ngày, 1 tháng em xuống được 3 ngày, còn nếu ngày lễ hay Tết em cứ xuống đều đều. Em giờ đang ở đâu? Em ở huyện Dầu Tiếng chứ đó.
Dầu tiếng Tây Ninh đó đúng không? Dạ. Thôi mở rào. Rồi, qua đi em trai. Này, anh cũng có này tặng em. Tự dạ. tay anh làm. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Quay qua cho mọi người thấy đi. Rất là khéo tay luôn mọi người. Em làm bao lâu xong cái đó? À, tại em vừa làm chắc chưa, em nghỉ trưa em làm trong vòng 3 buổi trưa em làm xong. Tặng bạn gái I love you. Hai trái tim lồng vào nhau nữa. Rất là dễ thương. Cố gắng kiềm chế tôi không em khóc. Em nhìn anh bằng đầu hay sao? Thì mới thì cũng thấy là lạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Khang. Anh quê ở đâu ạ? Nói chung quê anh ở An Giang mà mẹ bỏ nhỏ nước ngoài, nhà anh em tới 8 anh em rồi. Dạ. Anh là thứ tư. Dạ. Ở nhà ngoại hơn 7 tuổi, tới năm 11 tuổi tự lập mà. Dạ. Và còn mấy mấy anh chị em thì có ở gần gần đây không ạ? Có ông anh hai ở bên Dĩ An mà cả chục năm nay cũng không có về bển nữa. Nói chung anh em nào cũng khá hết trơn mà cũng không nhờ giả hết trơn. Anh tự mằng tự lo, ví dụ bệnh hoạn gì gãy tay gãy chân cũng tự mằng dành dụm tiền lo, không nhờ ai. Dạ. Húc anh cưới vợ anh cũng tự mằng kiếm mấy chục triệu cưới vợ. Dạ. Ông bà già chỉ cứ lên thôi, anh cũng cho tiền xe về. Dạ. 3 năm nay anh cũng không có về giữ. Nói chung ông bà già cũng không có thương anh. Dạ. Nói chung thương mấy thằng con cái gàn cho đắt cho đai với anh không cần thiết. Tự mằng tự lo. Đúng rồi. Đợt dịch này anh cũng trên đây bệnh hoạn nha. Cũng mới bệnh xong cách ly hết 17 ngày. Ông bà cũng có điện có thăm đâu. Thì em cũng giống như anh vậy đó. Cũng tự lập, không có nội, không có ngoại thì mất hết rồi. Còn có mình mẹ. Nói chung hai anh với em chung trong hoàn cảnh, nói chung hai đứa mình có hợp nhau, bù đắp nhau dễ sống hơn. Anh có nhậu nhẹt không? Không, nói chung anh không nhậu nhẹt, hút thuốc anh không hút. Dạ, yeah. Có biết cờ bạc gì không? Không, có Tết nhất anh em rủ bánh tướng lên 2-3 ngàn, 50 ngàn. Có, ví dụ vợ cho 500, chơi hết 500 mà nghỉ, không chơi nữa. Vợ cho nhiều, chơi nhiều. Ví dụ hẹn hò, ví dụ tháng anh xuống được 3 ngày. Ví dụ ngày thứ 7 anh làm sáng chiều 7 anh xuống thăm em với hai đứa con. Dạ, yeah. Còn ngày đó lương anh nghỉ được nguyên ngày. Yeah. Tại vì đang làm pha trưởng không có đi được. Tại quản lý công nhân coi hàng quá mà chỉnh máy móc cho công nhân làm. Tại hôm em chỉnh máy mà em cũng buồn, vợ em cũng cưa đứt cái ngón tay. Chỉnh máy sao mà sơ ý sao đứt cái lóng luôn á. Thí dụ như mà sau này có em có muốn thay đổi công việc cho anh về Sài Gòn anh về không? Nói chung là vợ lo, mình thương chấp nhận thương vợ, đi đâu cũng được. Nói chung đi biển, xuống biển anh cũng đi được, anh gần anh đi cũng được. Chỗ nào có việc làm được, anh không ngại. Sắp tới dự định cũng có thể là qua năm, giữa qua năm em có thể mở quán. Một là mở quán nhậu, hai là mở quán cà phê với cơm trưa. Nói chung xuống đây mình cũng có công ty, ví dụ anh làm công ty cũng được. Về ngày nào phụ vợ được phụ, còn nếu không được chủ nhật ngủ phụ cũng bán. Em có ràng buộc gì không Khang? Không, không, em không ràng buộc anh Trân anh ơi. Em có không một ràng mình buộc gì hết. Chỉ có một tháng em về thăm con ngàn lần. Nếu em một tháng trợ cấp 3 triệu mấy 4 triệu tùy theo mà em làm nhiệm cho nhiều, em ít cho ít, vợ cũng không đòi hỏi vậy đó. Nãy giờ em gái á, thật ra em gái có đồng cảm với lại bạn trai này gì không? Dạ có. Trước mắt anh nghĩ rằng em cũng cần một người bên cạnh. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Em đến gặp một cô gái thật ra cũng rất là thông minh và bản lĩnh đó. Em có muốn kết đôi dùng cùng với người đối diện không? Em cũng muốn kết đôi, em mới lên đây em tìm chương trình giúp đỡ của em. Bây giờ em tiến tới em nắm tay cô gái đi, thử xem thế nào. Tiến tới nào. Cái tay anh trai mà này. Kệ nó. Trai gì đâu nào. Trời, trước sau cũng phải nắm này nào, chứ gái, đâu có né em được. Gái. Đó. Trời, nắm cho hai bạn đang lâu hai ngày cái tay. Nắm như vậy nè. Nắm vô. Đó. Mến không? Mến. Thôi giờ thôi anh cũng mong em cho anh một cơ hội để lo cho em cuộc sống sau này đi. Thôi cho anh một cơ hội thôi. Dạ em cảm ơn. Ủa cái gì vậy, người ta chưa nói lại cái gì luôn á. Hát quá à. Có hát tặng của em gái không? Nói chung em hát không được anh ơi. Em mặn gì cũng giỏi chứ, nấu chè nấu bánh gì em làm được, nấu cơm nước gì em làm được, mà ca em ca không được. Gì cũng làm hết đúng không? Giờ vợ sai hoài có buồn không? Không, giờ mình làm cho vợ mình vui. Tại xưa em làm bà xã em cũng mặn suốt, em tối mày cạo, sáng em về em lo con đi học nha.
Bây giờ mình đừng nhắc gì chuyện cũ nữa nha. Em bỏ hết rồi, tại vì ai hỏi em mới trả lời, còn không hỏi em muốn nhắc tới. Mình đến với nhau mình làm cho nhau vui hạnh phúc, còn nếu mà cảm thấy mà không vui, không hạnh phúc, không đủ cái tình cảm to lớn á, thì mình nên dứt khoát, mình nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Em cũng thích như vậy, và em chỉ cần một người á, là thương con của em giống như con của người đó. Tại vì từ nhỏ tới lớn chúng thiếu thốn tình cảm bên nhà nội, bên ba rất là nhiều, tại ba nó không có thời gian cho tụi nó. Từ nhỏ tới lớn nó đều ở với em hết. Chỉ có khi em bệnh ngã xuống thì em mới gửi cháu được vô chùa 2 năm. Bây giờ quan trọng hai người kiểm tra một lần nữa. Đủ yêu thương, chúng ta bấm nút. 1 2 3 Nắm tay chặt vô nào, nắm thật chặt vô. Nào hãy ôm một cái ôm thật chặt nào. Ôm thật chặt nhau nào. Chặt nữa nào. Em muốn mời hai bạn nhỏ lên đây. Hả? Hai đứa con lên đây. Hai con lên đây. Nói chung con em cũng hứa với chương trình. Rồi bây giờ là đó. Trời ơi. Nói chung hứa chương trình là thương vợ thương em cũng thương con em mới mốt con em có xuống nhà chơi cũng coi con của em thôi, em nói chung con là cũng là con đó. Thấy chưa, nó ôm chặt quá chưa. Em nói với bạn em gì đi, nói với bạn gái gì đi, hứa gì đi. Anh sẽ hứa lo cho mẹ Kem nửa cuộc đời còn lại. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều. Đứng nó đi con nào. Em gái em thấy sao? Dạ, nói chung là em thấy rất là vui. Một người cũng lần đầu gặp. Và em chỉ cần là thứ nhất là không cờ bạc, thứ hai là yêu thương con em, thứ ba nữa là chịu khó. Còn tiền bạc thì nó là phù du lắm. Mình tạo ra nó được thì tiền hôm nay nó có thể trong túi mình, ngày mai nó thấy có thể trong túi người khác. Nhưng mà mỗi một ngày mình sống mình cảm thấy điều đó là hạnh phúc. Gia đình là hạnh phúc, nhiều đó là đủ rồi.